Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. À, thì những bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh, nhấn chuông để chờ những video mới nhất của mình nhé. Bạn nào mà đăng ký kênh mà không được thì hộ mình nhé. Chuyển sang video khác. Sau đó các bạn sẽ hủy đăng ký kênh đi. Sau đó các bạn sẽ đăng ký kênh lại rồi các bạn sẽ nhấn chuông và sẽ được nhé các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn. Thì video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là tạo cái ví Coi balet nhé các bạn nhé. Thì nhiều bạn mà chưa biết đến cái ví này, cái ví này nó sẽ chứa đồng ethereum này đồng Bitcoin và đồng Dego nhé và tất cả các đồng rút về cái ví này nhé à, cái ví này rất hữu dụng các bạn ạ à, thì nhiều con web hoặc là nhiều app à, các bạn rút về cái ví ví dụ như là chốt wallet chẳng hạn nó không được nhưng mà dùng cái ví này thì rút về nó lại sẽ được nha các bạn nhé nên là cái ví này bây giờ nó rất chi là thông dụng nhiều bạn đã chưa biết đến cái ví này thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn là cách tạo khoản tạo tài khoản cái ví này nhé thì đầu tiên các bạn sẽ vào google cho mình đấy các bạn sẽ vào Google cho mình, các bạn sẽ ghi cho mình cái từ Coi ba let ra Coi ba xe .com nhé, Coi ba xe .com cho mình, rồi các bạn sẽ ấn tìm kiếm này cho mình này Các bạn sẽ ấn tìm kiếm. Đây là cái phần uh, khi mà các bạn ấn vào thì nó sẽ hiện lên một cái trang chủ của nó như thế này. Đây là có phần uh, tiếng Pháp này và mình sẽ ấn chuyển sang tiếng Việt nha các bạn nhé. Đấy, mình sẽ ấn ấn chuyển sang tiếng Việt này. Đây. Khi mà mình ấn chuyển sang tiếng Việt, mình sẽ ấn với từ bắt đầu này để mình tạo một cái tài khoản mới nhé các bạn nhé. Đây, ấn sang phần tiếng Việt thì nó sẽ hỗ trợ mình cái phần này luôn, hỗ trợ cái phần này luôn. Đây thì nó có phần họ và tên này, mai và mật khẩu. Thì mình sẽ chọn tên của mình. Ví dụ tên của mình là uh, Dương chẳng hạn, đây, Dương này, đó, họ, họ này, Hoàng Dương này, Hoàng này, Đấy, Văn Dương này. Đấy, Hoàng Văn Dương nhá Đây, ví dụ tên mình nhập là Hoàng Văn Dương chẳng hạn Sau đó các bạn sẽ nhập cho mình cái tài khoản Gmai Ở trong cái máy này của các bạn ấy Để khi tí nó sẽ gửi cho các bạn một cái đường link vào đây Một cái mã vào đây để các bạn ve đi cái tài khoản của các bạn nhé. Nó sẽ gửi cho các bạn một cái hộp thư vào đây Để các bạn ve đi cái tài khoản của các bạn Nên mình sẽ nhập cái, cái tài khoản Gmai của mình trong đây Đó, Trương Thị Tiến Đó, 190 A Còng một chín mươi A cộng g com Ok Đó Sau đó mình sẽ nhập cho mình một cái mật khẩu các bạn nhé Mình sẽ nhập cho mình một cái mật khẩu này Đấy, cái mật khẩu này nó bao gồm có ký tự đặc biệt này Ví dụ mật khẩu của các bạn Ví dụ mật khẩu của mình nha Tiến này Tiến này Một chín Chín mươi Đấy, ví dụ mật khẩu của mình như đấy nhé. Thì mình sẽ tạo cho nó một cái mật khẩu À, đủ ký tự đặc biệt ví dụ nhá tiến 1990 mình sẽ nhập là tiến chữ tờ viết hoa đi tiến chữ tờ viết hoa này đó nó y như cái tài khoản paypal của các bạn ấy tiến này 1990 đây a công đó nó tương tự như cái tài khoản paypal của các bạn ấy ok mình sẽ ấn vào tôi xác nhận là tôi trên 18 tuổi nhá mình phải xác nhận là mình từ 18 tuổi trở lên Ok, mình sẽ ấn vào tạo tài khoản nhé các bạn nhé Tạo tài khoản này Đó, mình sẽ ấn vào tạo tài khoản Ok, mình sẽ ấn vào tạo tài khoản nhé. Ok. Và bây giờ nó sẽ gửi cho các bạn một cái hộp thư đến cái... Nó sẽ gửi cho các bạn một cái hộp thư cho đến gmail đây. Nó sẽ gửi cho các bạn đến một cái gmail của các bạn. Và bây giờ các bạn sẽ vào gmail của các bạn nhé. Vào gmail của các bạn để các bạn sẽ ready cái tài khoản này. Đó, chờ một lúc. Chờ một lúc nhé. Nó đang gửi nhé. Đó nó đang gửi Ok Mình sẽ thử vào cái gà, gà mai của mình xem xem nhận được chưa Mình thử vào xem gà mai của mình xem nhận được chưa nhá Vẫn chưa Đây Đây thì nó đã gửi một cái gà mai đến đây rồi nhá Các bạn sẽ ấn vào đây Coi ba led này Nó đã gửi về đấy nhỉ Đó Mình ấn vào để mình verify đi cái tài khoản này đó, xong rồi mình ấn ve đi mai này đó về gì của mai coi như mình đã liên kết xong cái tài khoản này nhá coi như mình đã liên kết xong cái tài khoản này rồi đó coi như mình đã liên kết xong cái tài khoản sau đó mình sẽ nhập cho mình một cái số điện thoại để cái tài khoản của các bạn nó sẽ có giá trị hơn là sẽ không bị hack thì các bạn sẽ nhập cho mình cái số điện thoại ở trong máy của các bạn nhé để mình lấy cái mã này đó sau đó các bạn chọn Việt Nam bây giờ nó có quốc gia Việt Nam luôn các bạn sẽ nhập cho mình cái số điện thoại này đầu 84 của Việt Nam rồi đó à, 85 này Đấy, 03 08 này 08396 này 708 này 396 này 74383 này 08396 74388 Ok mình sẽ ấn vào nhá ấn vào Ok và bây giờ nó sẽ gửi cho các bạn một cái mã về đây mã về cái điện thoại của các bạn nhé sau đó các bạn sẽ nhập cái mã này vào nó chờ một lúc đây mã xác nhận của bạn nào gì đây Mã xác nhận của bạn là 2416360 Mã rất chi là dài các bạn nhé 2416360 nhé 241 này 241 này 6360 Đó ok Mình sẽ ấn vào ok nhé Để coi như là đăng ký thành công cái tài khoản này rồi Đó coi như là mình đã đăng ký thành công cái tài khoản Coi ba led này nhá các bạn nhá Ok Thì trong đây nó chứa rất nhiều cái đồng này Bitcoin này Ethereum này đó led con này quá tuyệt vời luôn và bây giờ mình sẽ ra cs play để mình tải cái ví này về và mình nhập lại nhá mình sẽ ra cs play này đó mình sẽ ra cs play này. mình sẽ vào cửa hàng play này mình ghi ghi từ coi ba led này đó coi ba này đây Hiện tại thì rất nhiều người tải cái ví này về rồi mình sẽ ấn vào cài đặt nhá. 10 triệu lượt tải xuống rồi, quá nhiều người tải luôn. Có cái ví này rất hữu dụng nha các bạn nhá. Các bạn nhiều khi các bạn chơi nhiều con app này hoặc cái web này mà các bạn dùng cái ví chất wallet này mà các bạn lại không rút được. Nhưng mà khi các bạn dùng cái ví này thì nó sẽ rút được về nha. Nên là các bạn hãy dùng cái ví này phổ thông hơn cho mình nhá. Nhá các bạn nhá, hãy dùng cái ví này phổ thông hơn cho mình này. Đó, mình sẽ ấn vào mở này. Mình sẽ ấn vào mở lên đó sau đó mình sẽ ấn vào xin in đó mình sẽ login cái tài khoản gmail của mình vào đó mình sẽ nhập cái tài khoản vừa mai vừa lấy mình đăng ký vào này đó trương thị tiến này thị tiến 190 a gmail com ok sau đó nhập mật khẩu tiến này 190 này 90 này A ok, mình sẽ ấn vào login cái tài khoản này vào. Patrick, trương thị tiến, từ từ đấy. Tiến này, một chín chín mươi A công, đó, mình sẽ ấn vào. Ok, thì mình đã nhập xong cái tài khoản của mình nhá. Đó, mình sẽ nhập vào cái mã code này. Mình sẽ lấy cái mã code mà nó sẽ gửi về cái gmail của các bạn nhá. Ok, mình sẽ ấn vào. À, không phải nó sẽ gửi về cái số điện thoại của các bạn ok chưa nó sẽ gửi về số điện thoại của các bạn này 650 6550 này 6550 này 674 nhá 6550 674 ok mình sẽ verify cái tài khoản này ok coi như mình đã đăng nhập thành công nhá các bạn mà cứ đăng nhập cái tài khoản ví này của các bạn ở một cái điện thoại nào đó thì các bạn phải lấy cái mã của số điện thoại các bạn đăng ký ấy, nó kiểu như là mã bảo mật đi nhá các bạn nhá đây khi các bạn vào app này nó sẽ hiện lên đây. đó nó sẽ hiện lên đồng bitcoin này đồng bitcoin và làm như thế nào để lấy được cái đồng lấy được cái mã này để đi rút tiền về cái mã này nhá các bạn sẽ ấn vào cái phần bitcoin này cho mình này đấy bitcoin này cho mình này. sẽ ấn vào bitcoin hiện tại mình chưa có ít btc nào đó mình sẽ ấn vào đồng bitcoin và mình sẽ ấn vào cái dấu mã mã ở bên trên này này ấn dấu mã mã bên trên này các bạn ấn vào trên này đó, các bạn sẽ ấn vào unatic Una à. đó đây là cái mã code của các bạn nhé cái mã code của các bạn là khi các bạn mà đi rút bitcoin btc hoặc là ethereum từ một con web một con app nào thì các bạn sẽ copy cái mã này, này. các bạn dán vào đấy rồi các bạn sẽ rút về cái ví này nhá nên là cái ví này nó rất chi là thông dụng cái ví này có thể cái mã này có thể là đổi được từ cái, cái những cái đồng btc này về ví paypal của các bạn được nhé Đấy, đấy là cái video mình hướng dẫn cho nhiều bạn mà chưa biết đăng đăng ký cái ví coi ba led này nhá. Cái ví này bây giờ nó rất chi là thông dụng đó. Đây là cái ví mà rất chi là thông dụng này, chứa rất chi là nhiều đồng các bạn ạ. Đây. Chứa rất chi là nhiều đồng này, quá nhiều luôn. Ethereum, Bitcoin. Đó. Quá nhiều luôn. Nên là bạn nào mà kiếm thì hãy tải cái tải cái hãy đăng ký cái ứng dụng này về và tải về nhá. Ok chưa? Đấy, Dego này, các kiểu quá nhiều luôn. OK, thì uh, video của mình kết thúc tại đây nhé. Mình đã hướng dẫn cho các bạn uh, đăng ký lại thành công một cái ví đựng tiền đựng BTC quá tuyệt vời luôn. OK, xin chào tất cả các bạn nhé.